Tuần trước, các thí sinh của bước nhảy ngàn cân đã có một đêm thi bùng nổ với thể loại Just Dance. Với sự giúp đỡ của các nghệ sĩ và vũ công đầy tài năng, 12 thí sinh đã mang đến 12 câu chuyện đầy màu sắc. 3 thí sinh đã lọt vào nhóm nguy hiểm chính là Huyền Thanh, Minh Trang và Anh Khoa. Thí sinh Minh Trang có điểm nhảy rất tốt, nhưng số cân giảm chỉ có 0,7kg, tương đương 0,9 điểm. Điều này đã khiến Minh Trang không thể thoát khỏi vòng nguy hiểm. Đêm thi thứ hai khép lại trong sự tiếc nuối của tất cả mọi người dành cho Minh Trang. Đêm nay, một thí sinh nữa sẽ phải chia tay với chương trình. Đó là ai? Đón xem bước nhảy ngàn cân đêm thi thứ ba ngay bây giờ. Xin được giới thiệu Nguyễn Thắng. Thành Tâm. Tí Lệ. Nguyễn Thắng. Anh Khoa. Thủy Tiên. Chào mừng toàn thể quý vị đến với chương trình Dance Your Head Off, bước nhảy ngàn cân. Và bây giờ chúng tôi xin trân trọng giới thiệu bộ ba quyền lực trong chương trình bước nhảy ngàn cân. Xin giới thiệu biên đạo múa Trần Huy Cần. Em hồi hộp quá à. Thôi để giảm hồi hộp á, anh cho em hỏi nhỏ câu này thôi. Đàn ông á anh, lúc mà đang yêu với sau khi kết hôn á, họ thay đổi không anh? Tình cảm thay đổi khác nhau nhiều lắm. Đàn ông trước khi kết hôn thì thường đi mua hoa, sau khi kết hôn thì thường đi mua rau. Anh đã từng đi mua rau chưa anh Hưng? Tôi mua rau trước khi mua hoa. Rất gương mẫu. Không, cái đời đó là một đời bi kịch. Bi kịch anh, tại sao vậy? Bi kịch. Tôi đã sống ở một cái giai đoạn đau khổ, bị hành hạ rồi bị sai khiến nhiều, sau đến mức độ đến nỗi mà phải giật sập cái cuộc tình đó để bước vào một cuộc tình khác để mới đầu mua hoa. Rất đau khổ, bi đát lắm. Sao? Thỏa lòng chưa? Dạ rồi. Thỏa dạ chưa? Dạ, em biết được cảm tình, cái cách anh Hưng yêu như thế nào và trong tình yêu thì ảnh hết lòng ra sao, như vậy là thỏa mãn em rồi. Cảm ơn anh.